Cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở Thổ Nhĩ Kỳ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng quyết định đối với tương lai của đất nước này chứ không đơn giản chỉ là một cuộc bầu cử thuần túy. Nguyên do ở chỗ lần đầu tiên trong gần hai thập niên, Tổng thống đương nhiệm Recep Tayyip Erdogan và phe cầm quyền đối diện nguy cơ thất cử rất thực tế. Đã có một bất ngờ xảy ra vào phút cuối, ứng viên Tổng thống In dừng tranh cử trước giờ bỏ phiếu. Ở phía ông Erdogan, nhân tố chính khiến ông khó có thể tái đắc cử Tổng thống là tình trạng khó khăn về kinh tế xã hội hiện tại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tỷ lệ lạm phát rất cao và đồng bản tệ bị mất giá nghiêm trọng tác động mạnh mẽ và trực tiếp tới tâm lý của cử tri, gây hiệu ứng bất lợi đối với ông và phe cầm quyền. Ở phía đối lập, lần đầu tiên phe này đoàn kết thống nhất nội bộ đủ mức để không những chỉ thách thức được vị thế cầm quyền của ông Erdogan và phe cánh, mà đồng thời còn có thể phế truất quyền lực của ông Erdogan và phe hiện cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu ông Erdogan thất cử và ứng viên của phe đối lập đắc cử thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bước vào một kỷ nguyên chính trị mới. Thời kỳ cầm quyền của ông Erdogan chấm dứt đồng nghĩa với việc chiều hướng Hồi giáo hóa đất nước này. Và tôn giáo chi phối quyền lực nhà nước sẽ chấm dứt. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dần trở lại nguyên tắc được xác định khi lập quốc là tách biệt quyền lực nhà nước với đạo Hồi. Và dù ai đắc cử Tổng thống ở lần bầu cử tới đây thì tình trạng phân rẽ về chính trị và xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn rất trầm trọng. Nó trầm trọng hơn nếu ông Erdogan tái đắc cử. Còn nếu ông Erdogan thất cử thì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần nhiều thời gian mới có thể khắc phục được. Việc ứng viên In dừng tranh cử ngay sát ngày bỏ phiếu, phần nào giúp phe đối lập tăng khả năng đánh bại Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đương nhiệm Erdogan. Tôi rút khỏi cuộc đua, tôi làm vậy vì đất nước của chúng ta, Muharrem In, ứng viên Tổng thống Đảng Homeland với quan điểm ôn hòa, phát biểu tại cuộc họp báo ở Ankara ngày 11 tháng 5. Tôi không muốn bị đổ lỗi khi phe đối lập thua cuộc. Ông In không nhận được nhiều sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò ý kiến. Một số thành viên phe đối lập cho rằng ông khiến cử tri thêm chia rẽ, làm giảm cơ hội chiến thắng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đương nhiệm Tayyip Erdogan trong cuộc bầu cử ngày 14 tháng 5. Ứng viên In cho biết quyết định rút lui được đưa ra sau khi phải đối mặt một chiến dịch vu khống, với nhiều cáo buộc nhằm vào ông xuất hiện trên mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, đảng Homeland vẫn sẽ tham gia cuộc đua giành ghế quốc hội. Tôi kêu gọi mỗi hộ gia đình dành cho Homeland ít nhất một phiếu, ông In nói. Ông không ủng hộ ứng viên nào còn lại trong cuộc bầu cử. Với việc ông In rút lui, cuộc đua vào vị trí Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hiện còn 3 ứng viên gồm lãnh đạo đương nhiệm Erdogan của đảng AKP, Kemal Kılıçdaroğlu của đảng CHP và Sinan Ogun của đảng Victory. Tổng thống Erdogan nói ông ước ứng viên In không rút lui và không thể hiểu được lý do đối thủ làm vậy. Mehmet Kali, cố vấn của ứng viên Kılıçdaroğlu, nhận định CHP và phe đối lập nói chung hoan nghênh quyết định của ông In và kỳ vọng người ủng hộ ông sẽ bỏ phiếu cho lãnh đạo CHP. Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức bầu cử 5 năm một lần. Ứng viên nhận được hơn 50% phiếu bầu trong vòng đầu tiên sẽ trở thành Tổng thống. Nếu không ứng viên nào chiếm quá bán số phiếu, cuộc bầu cử bước sang vòng 2 với 2 ứng viên được ủng hộ nhiều nhất trong vòng 1. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.